công suất giật tối đa 9, 10, 11, 12 kg thì nó chỉ giật được tối đa khi bạn chọn khoảng 4 đến 5 chương trình. Còn lại những cái chương trình khác thì đều là giật công suất tối đa giống nhau, bất chấp việc máy giật này là 9, 10, 11 hay 12 kg. Ví dụ, dẫu cho công suất giật bao nhiêu đi chăng nữa thì cái chương trình giật đồ hỗn hợp vẫn là 4 kg. Chương trình giật đồ giường ngủ của tất cả các máy giặt cửa ngang Electrolux đều là 3 kg là tối đa. Các máy LG Samsung cũng vậy thôi ạ. Thực ra thì tất cả những cái máy giặt cửa ngang sử dụng trong gia đình, tôi không nói những loại mà có kích thước quá khủng như là 19, 21, 22 kg, cái đấy nó hơi đặc biệt. Tôi chỉ nói những cái dòng 8, 9, 10, 11, 12 hoặc là 13 kg thôi, thì tất cả đều chỉ giặt được chăn khoảng tầm 2.5 đến 3 kg. Còn nếu bạn muốn giặt 105 cân thì lúc đó bạn phải mang ra tiệm.